Hello anh chị nha, thì phải lâu lắm rồi với hàng toàn chung 8 bên em lại về một chiếc xe 7 chỗ máy xăng tới từ nhà Nissan nè, X-Trail 7 Premium 2018 một chủ từ đầu, lăn bánh thì khoảng hơn 40.000, bên em bán với giá là 545 triệu baruc hồ sơ. Và mời anh chị đi thử một vòng nội thất ở bên trong ạ. Xe này mình có thể tham khảo vừa đi gia đình hoặc dịch vụ nè. Mở ra thì em sẽ thấy cho được là ghế chỉnh điện bên tài, ở xe còn qua chế độ eco nè. Ở đây thì các nút bấm thì vẫn khá là nhám nha. Lâu lắm rồi thì mở về một chiếc xe này. Ở đây học được cây nhân nè, cũng nhỏ gọn. Bảng cửa sổ chờ toàn cảnh cho anh chị luôn. Về sau xe thì cũng đã có cái phần điều hòa ở sau nè. Ghế thì vẫn còn rất là dày nha. Bảng này thì sẽ là có cúp điện cho mình nha anh chị. Có cam sau, cam lùi hết rồi nè. Bảng premium đây. Đây là khi anh chị gặp hai cái hàng ghế phụ xuống nè. Ở hai bên thì cũng sẽ có đựng hộc đựng ly nước. Đó, bệ đỡ tay đựng ly nước đầy đủ hết rồi. Mâm lốp thì vẫn còn tương đối cao nha anh chị. Đây, còn dày nè. Ngoại quan xe thì không tránh được những phần xước xát rồi. Xe thì máy xăng 2.0 nên mức tiêu hao nhiên liệu nó khoảng là 7,7 lít tùy theo cái cung đường anh chị sử dụng nữa. Máy móc ở bên trong thì vẫn có cho mình một cái văn bản cam kết là không đâm đụng ngập nước máy móc nguyên riêng nha. Thì nếu mà anh chị nào mà quan tâm chi tiết về chiếc Nissan này, liên hệ tới hotline của MV để được hỗ trợ tư vấn nha. 0928 325 679 và hẹn anh chị xem xe tại địa chỉ quen thuộc ở 276 Nguyễn Tất Thành Pleiku ạ. Và rồi MV xin chào anh chị và hẹn anh chị ở những chiếc xe tiếp theo nha.